Xin chào với tất cả các chị và các bạn. Tôi là Thoại đây. Và ngày hôm nay tiếp tục chuỗi video về việc luyện nói của mình, luyện tập sự tự tin trước ống kính máy quay cũng như là tự tin trước đám đông. Tôi muốn chia sẻ tiếp tục với anh chị và các bạn về chủ đề này. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ về cách thức để xây dựng một bài MC trong dẫn chương trình. Cụ thể đây là chương trình về dẫn chương trình thi giáo lý, được không thưa các bạn và anh chị? Thì đầu tiên, trước hết, khi mà chúng ta làm bất kỳ điều gì, tôi đã từng chia sẻ với anh chị rồi, chúng ta cần có một cái nguồn năng lượng đỉnh cao khi mà chúng ta bắt đầu vào công việc, đặc biệt là việc MC. Khi mà chúng ta xuất hiện trước một đám đông người như vậy thì chúng ta cần phải có năng lượng cao hơn nữa để có thể hút được người khác chú ý đến chúng ta, cũng như là có thể là truyền được năng lượng của mình đến cho đám đông khán giả đó. Vậy trước hết là mình phải có năng lượng đỉnh cao trước đã. Và cách đơn giản nhất để có thể có được nguồn năng lượng đỉnh cao đó chính là gì thưa các anh chị? Là chúng ta cần phải thay đổi trạng thái cơ thể, chúng ta thay đổi tông giọng, thay đổi cảm xúc của chúng ta. Định vị trong đầu chúng ta là người làm chủ cuộc chơi ở đây, chúng ta là một MC chuyên nghiệp, chúng ta là một nhà diễn thuyết tài ba. Tất cả mọi người dưới kia họ đều không biết gì cả. Chúng ta ở trên đây, chúng ta là người dẫn dắt, là người làm chủ cuộc chơi, tất cả họ không là gì cả, được không thưa các anh chị? Và chúng ta cần chú ý rằng là đó, cách đơn giản nhất là chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể của chúng ta. Nó cho máu huyết lưu thông. Chuẩn bị bước vào trận chiến đấu, được không thưa anh chị? Đó. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị về cách thức đó. Đầu tiên, chúng ta có một cấu trúc rồi. Khi mà chúng ta làm MC đó, các chủ đề như là dẫn đám cưới này, dẫn đám ma, hay là dẫn các chương trình sự kiện, hay là dẫn team building, hay là các chương trình văn nghệ ở nhà thờ hay là trên truyền hình, anh chị chúng ta chú ý đấy, đều có một cái cấu trúc chung. Nếu chúng ta cần nắm vững được cấu trúc đó thì chúng ta có thể triển khai trong mọi chương trình, mọi vấn đề mà chúng ta muốn thuyết trình hay là chúng ta muốn thực hiện đó. Mà nó có các cái ngôn từ chung nha thưa các anh chị. Chúng ta cần chú ý, chúng ta cũng cần phải học các cái ngôn từ chung của họ để chúng ta áp dụng vào trong cái bài của chúng ta. Đó. Thì quy trình hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị là về chương trình thi giáo lý chẳng hạn. Mà sắp tới vào hôm thứ 6, tức là ngày kia, tôi sẽ thực hiện. Đó. Thì đầu tiên chúng ta lên, chúng ta xuất hiện. Thì chúng ta làm sao? Vui mừng chào đón hoặc là đó là cái cấu trúc chung nhé. Chúng ta sẽ vui mừng chào đón quý cha, quý sư, quý thầy, quý hội đồng mục vụ, và đặc biệt là các bạn trẻ đang có mặt trong chương trình buổi thứ 2 thi giáo lý 2020 của Đại gia đình giới trẻ Thừa Sai cho cái miền Bắc với chủ đề đó. Thì các bạn phải nhớ là chúng ta đưa chủ đề ra trong cái phần lời chào của chúng ta, đúng không? Chúng ta gửi lời chào này, lời chúc, như là đưa ra được chủ đề, đối tượng là chúng ta, đối tượng khán giả của chúng ta nữa, là trong cái lời đầu tiên của chúng ta đó, cũng như có kèm theo là giới thiệu bản thân nữa, cái tên của chúng ta. Về lời đầu tiên, cho phép con Phêrô Trần Thoại xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Đó, được không thưa anh chị? Thì mình phải nhớ kèm theo một số cái thông tin như thế, được chưa? Anh chị nhớ rồi chứ? Rồi chào, chúc này, giới thiệu bản thân này, chủ đề này. Đó, chúng ta nhớ là bao gồm trong cái phần mở đầu đó. Được. Cũng như là đối tượng mà chúng ta hướng đến. Đó, thì đó là cái câu mở đầu.
Vậy chú ý, sau cái phần mở đầu là chúng ta đến phần gì? Chúng ta giới thiệu sơ qua về cuộc thi này một chút. Vâng, thưa quý cha, quý thầy, quý sư, quý cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, hàng năm đến dịp đại lễ di dân thì giới trẻ thừa sai cho cái thế miền Bắc cũng, chúng con cũng hân hoan đóng góp những tiết mục cũng như là những chương trình để hướng tới ngày đại lễ. Và hàng năm chúng con cũng tổ chức những cuộc thi để tìm hiểu giáo lý. Và chủ đề năm ngoái là người trẻ sứ mạng và ơn gọi, thì năm nay với chủ đề thì đó, chính thầy đã sai anh em, nghèo giá trị để hướng tới đại lễ di dân. Thì chúng ta nhấn mạnh vào cái phần là có cái sự kết nối một chút là cái năm ngoái và năm nay, cũng như là giới thiệu cái ý nghĩa của cái chương trình mà chúng ta đang thực hiện đó. Thì chúng ta có cái sự nối kết như thế cho cái bài thuyết, cái phần mở đầu của mình. Để tiếp theo, sau cái phần giới thiệu về chương trình thì một chút như thế, chúng ta sẽ đến phần giới thiệu thành phần tham dự của ngày hôm nay. Đó. Và hiện diện với chúng ta trong buổi thi thứ hai ngày hôm nay, một thành phần không thể thiếu, đó chính là thành phần ban giám khảo. Và ngay sau đây, con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cha đặc trách giới trẻ trường Cứu Thế Miền Bắc, cha Du Xe Trần Hữu Hoan. Xin các bạn là một tràng pháo tay thật lớn. Và có sự hiện diện của hai sơ dòng bên Thanh Giá, sơ Trung và sơ Lệnh. Các bạn nhớ có chính xác tên họ ra. Ở đây mình vẫn chưa nhớ chính xác, không nhớ tên họ tên của sơ như tên Thánh, đúng không? Đã bên công giáo chúng ta có tên Thánh và họ tên, đó thì cho các bạn nhớ đầy đủ vào. Và sau đó là ai nữa, đó, hết các thành phần ban giám khảo nữa, có hai bạn hỗ trợ nữa đó, thì chúng ta nhớ giới thiệu họ lên. Và sau cái phần giới thiệu các thành phần ban giám khảo thì chúng ta sẽ đến phần giới thiệu các đội chơi. Và tham dự với bảng B của chúng ta ngày hôm nay là sự tham dự của 5 đội chơi đến từ 5 nhóm giới trẻ thuộc đại gia đình giới trẻ thừa sai cho cái thế miền Bắc. Và ngay sau đây, xin mời các bạn chúng ta là một tràng pháo tay thật lớn cho đội chơi đến từ nhóm giới trẻ Du Xe Hiền Xuân Du đó, được không thưa các bạn? Đây chúng ta cũng nhớ là có cái điểm nhấn đó, tên các cái điểm nhấn của các tên các đội hay là tên người mà chúng ta giới thiệu đó, như tên cha Du Xe Trần Hữu Hoan đó, các bạn nhấn cũng như kéo dài cái tên chúng ta một chút để chúng ta có cái sự trân trọng cũng như là thể hiện cái sự trang trọng đối với cái đội thi hay là với người mà chúng ta giới thiệu. Đó là một kỹ thuật nhỏ nhỏ mà chúng ta cần phải chú ý. Chúng ta cần phải đặt cái tông giọng lên một chút, hoặc là chúng ta đó, nhấn nhá trong cái tên của người đó, đúng thưa các anh chị. Và sau cái phần giới thiệu các đội thi thì mình cũng xin chúc, đúng không ạ? Chúng ta cũng có những lời chúc cho các đội thi chúng ta đạt được kết quả thành tích tốt nhất để chúng ta có thể vào được vòng trong, đạt được giải thưởng cao hơn. Đó. Thì đó là một cái phần khởi đầu cho một cái bài dẫn chương trình về thi giáo lý. Các bạn hiểu cái vấn đề cũng như cấu trúc của chương trình rồi đúng không thưa các bạn? Thì sau đó, sau khi mình giới thiệu thành phần cũng như các đội chơi rồi, chúng ta đến bước tiếp theo, chúng ta bắt đầu vào chương trình. Đó. Bắt đầu vào chương trình thì chúng ta sẽ đến phần là nêu thể lệ các phần thi. Đó, thì phần 1 thể lệ thi như thế nào, phần 2 thể lệ thi như thế nào. Đó, thì dần dần vào trong chương trình những từng phần thì chúng ta cần phải đọc cái đoạn quy đó lên để cho các đội xác nhận lại một lần nữa.
một lần nữa để họ nắm rõ luật chơi, không cãi ban giám khảo, được không thưa các bạn? Đó, đó là một vài chia sẻ của mình về cái phần dẫn chương trình cuộc thi giáo lý. Và nếu như các bạn có băn khoăn, thắc mắc hay có những câu hỏi gì muốn trao đổi thêm thì các bạn có thể comment phía dưới, chúng ta sẽ trao đổi thêm với nhau. Và nếu như các bạn thấy có điều gì hay thì các bạn cũng có thể comment xuống dưới để chúng ta ôn lại bài và để tôi biết rằng bạn thích điều đó. Và nhé, bạn hãy comment xuống phía dưới. Và nếu các bạn thích video nào thì cũng hãy like, share, comment. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.